Quý vị và các bạn thân mến, thưa quý vị và các bạn, buổi sáng hôm nay chỉ trên nhóm Zalo của Tự Doanh Chứng Khoán có một số anh chị em và các bạn đặt một câu hỏi khá là hay. Anh chị em và các bạn hỏi là tại sao kết quả hoạt động kinh doanh của GAT, Tổng Công ty Khí Việt Nam, trong năm 2018 đến thời điểm hiện tại thì rất tốt, nhưng mà giá của cổ phiếu này thì vẫn giảm, thậm chí là đang có dấu hiệu của câu chuyện là giảm mạnh. Thì để trả lời đúng chính xác cái câu hỏi của quý anh chị em và các bạn, thì chúng tôi mở trên cái biểu đồ của giá cổ phiếu GAT theo tháng đi, để cho chúng ta có cái góc nhìn dài hạn. Thì thưa với anh chị em và các bạn là nếu kể từ đầu năm 2016 đến tháng 3 năm 2018 thì cổ phiếu GAT có mức tăng là từ 30.000, mà thời điểm đỉnh điểm cao nhất của GAT là 127.000. Như vậy là chúng ta chỉ thấy là hơn 2 năm thôi thì cổ phiếu này đã tăng là 3 x 4 là 12, tức là tăng 4 lần. Thì nếu anh chị em và các bạn nào mà đầu tư vào cái cổ phiếu này trong cái giai đoạn 2016-2018 thì có phải là chưa kể tiền margin, chỉ là tiền thật thôi, thì cũng đã được 4 lần rồi. Và đến ngày hôm nay, thì giá của GAT còn khoảng 92.000. Như vậy là nếu mà dùng một cái phép tính nhanh thì chúng ta thấy rằng là cái việc điều chỉnh của cổ phiếu này từ mức 126-27.000 mà còn 92.000 thì mất ở khoảng tầm 31%. Tính ra thì nếu so với Hòa Phát hay là so với Vinamilk thì anh ấy giảm cũng nhiều, bởi vì tăng được có 4 lần nhưng mà mất đến tận 31%, tức là so với cái mức giá cao nhất. Mức giá cao nhất là 126.000 thì mất cũng khá nhiều, mất ba mấy phần trăm trong giai đoạn vừa qua là nhiều, tương đương với thị trường. Rồi, ok, về mặt giá thì nó như vậy. Thì anh chị hỏi một câu hỏi là đúng luôn, tức là tại sao mà ông Tổng Công ty Khí Việt Nam thì vừa rồi đây là vừa điều chỉnh cái kế hoạch lợi nhuận của công ty mẹ thêm 1.300 tỷ nữa. Như vậy là nếu có thể là nhìn qua thì chúng ta thấy là nó nằm ở đâu đó khoảng tầm 11.000 tỷ, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là 11.000 tỷ mà giá thì vẫn giảm. Thì chúng tôi trả lời cái đầu tiên đó là thực ra thì nó tăng nhiều nên là nó điều chỉnh, chứ nó thực ra nó không giảm. Nhưng mà điều thứ hai, thị trường chứng khoán nó có một cái đặc điểm rất là hay. Nó hay ở chỗ thế này này anh chị em và các bạn, nó là hàm thứ biểu và nó giá cổ phiếu dịch chuyển là theo kỳ vọng vào tương lai. Tức là cái giá cổ phiếu nó tăng hay nó giảm nó phụ thuộc rất nhiều vào future, tức là vào cái tương lai của doanh nghiệp. Mặc dù tại thời điểm hiện tại anh chị thấy được rằng là kế hoạch và cái đạt được kế hoạch của GAT là rất tốt, tức là năm ngoái là năm 2016 là đạt 7.000 tỷ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, năm 2017 là đạt 9.700 tỷ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh thu thì tăng đều đạt từ 59.000 tỷ lên 64.000 tỷ, và gần như là được hưởng lợi từ việc là giá dầu năm 2016 tăng từ $30 một thùng mà lên $75 một thùng. Nó rất là thuận luôn, cực kỳ thuận luôn. Nhưng mà cái việc mà giảm á thì anh chị phải quay lại với câu chuyện là theo chiều thuận là như vậy, nhưng chiều nghịch là vì 75 USD một thùng đối với oil ngọt nhẹ cách đây có 3 tháng thôi, thì bây giờ là oil ngọt nhẹ còn có $46 một thùng thôi. Đó, cái đầu tiên là chúng ta phải nhìn thấy là giá dầu giảm trở lại, thì đương nhiên giá cổ phiếu GAT là giảm trở lại. Và cái điều thứ hai nữa chúng ta sẽ thấy như thế này này, khi mà giá dầu giảm sâu hơn và đang chạm ở cái mốc gọi là theo cái số liệu chúng tôi được biết đó, thì bên tập đoàn dầu khí đó, thì tất cả các cái plan, cái kế hoạch kinh doanh của họ đều dựa trên cái cơ sở là giá dầu ở mức $55 một thùng. Thì khi mà dầu lên 75 thì chúng ta sẽ thấy rằng là dự báo kết quả lợi nhuận kinh doanh thì nhờ vào $55 một thùng, dầu lên 75 rồi thì đương nhiên là sẽ hoành tráng thôi. Ủa thế bây giờ dầu còn có 46 rồi sao? Rồi, đó là điều thứ hai mà các cái tổ chức đầu tư tại đây họ sẽ cân nhắc. Và thực tế thì với Tổng Khí Việt Nam thì Tập đoàn Dầu Khí Quốc gia Việt Nam vẫn nắm đến 96%, nhưng không có tổ chức nào đầu tư ở đây hết á, toàn là nhà đầu tư cá nhân đúng không ạ?
và có một vài cái quỹ hình như là của ba thằng thằng Kim gì đấy, Kim của thằng thằng Kit rồi vừa rồi, tức là Kim là của Hàn Quốc ấy, nó mới vào, nó mua ở ít và được tư vấn bởi Kit Việt Nam. Tôi hơi nhớ nhầm là như thế, nên là không nhiều đâu, không khối lượng không nhiều, bởi vì 96% là tập đoàn đầu tư quốc gia Việt Nam nắm rồi, thì còn có 4% bên ngoài thôi. Thì tóm lại là lợi nhuận mặc dù như vậy nhưng mà họ vẫn đang cần phải xem và đánh giá xem cái giá dầu sắp tới thì như thế nào. Và nếu giá dầu sắp tới mà cứ vẫn duy trì ở mức 45 đô la Mỹ một thùng thì đảm bảo với anh chị em và các bạn là người ta có thể nhìn thấy trước là cái tương lai của gas á, năm 2019, 2020 á thì sẽ không còn tích cực nữa. Và chưa cần, giống như Vinamilk thôi, chưa cần suy giảm lợi nhuận hoặc là bị âm lợi nhuận đâu, mà chỉ cần là gì? Chỉ cần là tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận chậm lại thôi là giá của cổ phiếu nó sẽ trả lại về vùng cân bằng. Cái giai đoạn từ 90.000 lên 120.000 đó là gọi là tăng nóng nhờ vào sự kỳ vọng thái quá. Một số cái khái niệm hơi mới anh chị em và các bạn cập nhật thêm. Tức là có một cái đoạn nó giống như kiểu là tôi lấy ví dụ như là một cái xe, anh chị đi một cái xe ô tô chẳng hạn, đường headway chẳng hạn, đường cao tốc, anh chị ga lên 100 cây số, 120 cây số một giờ, thì cái đoạn mà từ 30 lên 90 á thì là cổ phiếu này tăng rất từ từ, nhưng từ 90 mà lên 120 á là nó lao như tên bắn, kiểu như là xe mà nó đã lên nhanh, tốc độ lên nhanh quá rồi thì nó đi theo quán tính, thì giá cổ phiếu gas cũng vậy. Thì cái đoạn từ 90.000 mà lên 126.000 á là nó lao như tên á, nó lao như tên á, nhìn trên biểu đồ á thì anh chị và các bạn thấy là cái đoạn đó á nó mất có khoảng tầm chưa đến tháng này, nó lao lên mà nhanh lắm, nó lao lên là mầm như vậy. Thì đương nhiên là đến khi mà cái kỳ vọng nó không còn được nữa, thì bởi vì đầu tư tài chính và đầu tư chứng khoán thì đầu tư kỳ vọng, mà cái kỳ vọng của các nhà đầu tư hoặc là các nhà phân tích, các chuyên gia phân tích ở trên thế giới họ không còn kỳ vọng được nữa, thì đương nhiên là nó sẽ trả lại, cái đầu tiên là nó sẽ trả lại cái giá gọi là giá đáng ra nó có, chứ đây không phải là giảm đâu, nó là bình thường anh chị em và các bạn. Nên lưu ý một điều là nó không phải giảm nhiều đâu. Rồi thế giới nó còn giảm được đến 16% thì Dow Jones nó đắt, hoặc thậm chí anh chị và các bạn mà xem cái cổ phiếu Facebook hay là Amazon ấy, ví dụ như Facebook chẳng hạn, anh chị xem lại Facebook ấy, trong cái đoạn chưa có đến 3 tháng vừa rồi ấy, nó cũng giảm gần 30 mấy% chứ không ít đâu, nó còn giảm hơn GAT cơ. Trong khi đó Facebook vẫn phát triển bình thường, Amazon vẫn phát triển bình thường, nhưng mà vẫn giảm. Cái câu chuyện là cái kỳ vọng tốc độ tăng trưởng của tôi lấy ví dụ Facebook để cho nó lớn một chút, cái tốc độ tăng trưởng của Facebook nó không còn được lớn như ngày xưa nữa, nó đạt được một cái mốc là đâu đó là 3 mấy tỷ người sử dụng ấy, thì nó không tăng trưởng được nữa và nó gặp rất nhiều bê bối về cái câu chuyện là lộ dữ liệu, là khi gặp vấn đề phát là nó giảm ngay. Nói anh chị xem là có mấy anh này, Facebook này, Apple này, Amazon này đều giảm hết, thị trường kinh tế thế giới đều giảm là nó giảm à, thì GAT thì không thể nằm ngoài được, nên câu chuyện là giảm này là bình thường. Và tôi giải thích thêm một vài ý như thế để anh chị thấy rằng là cái kỳ vọng của tương lai thì nếu giá dầu mà tăng lại thì nó lại rực rỡ, tức là nó bằng 55 đô la Mỹ mà theo cái tập đoàn đầu khí quốc gia Việt Nam thường hay trong cái giai đoạn 2017, 2018, 2019 thì sử dụng cái mức giá dầu oil ngọt nhẹ là khoảng tầm 55 đô la Mỹ để tính cái kế hoạch kinh doanh. Bây giờ nó còn có 46 đô thôi mà đang các chuyên gia thế giới đang bảo vớ vẩn giá dầu mấy bữa nó về khoảng 30 đô lại cho coi. Mà có một số thằng, ví dụ như là thằng, tôi nhớ không nhầm, là cái thằng tổ chức xếp hạng gì đấy của thế giới ấy, nó bảo giá dầu rẻ bằng giá nước lọc, khoảng tầm 15 đô la Mỹ một thùng thôi. Mày dự báo vớ vẩn thế thì chắc chết, nhưng mà thôi thì nếu mà nó về bằng với cái năm cách đây ít năm thôi, nó về tới 30, 28 đô la Mỹ một thùng thì nói chung là ngành dầu khí thì tan nát chứ không có ở đó mà kỳ vọng gì đâu. Nên là tóm lại là giải thích vài ý như thế để anh chị em và các bạn là thấy là cái góc nhìn dài hạn nó không ổn lắm. Nó ổn lắm nên người ta không kỳ vọng mà. Và nên nhớ một điều nữa trong cái lợi nhuận kinh doanh của ngành dầu khí á, ngành dầu khí mà đặc biệt là gas á, có một cái quý là hoàn nhập dự phòng. Hoặc là có một cái quý, không phải hoàn nhập mà nó là gọi là cái lợi nhuận đến từ cái thu nhập khác. Nó cũng không phải là cái đến từ co cốt lõi đâu. Nên là anh chị và các bạn lưu tâm thêm một ý đó nữa. Ok, đây là giải thích với anh chị em và các bạn một vài cái ý vì lý do là tại sao là nhìn thấy hoạt động kinh doanh thì vẫn ngon nhưng mà giá thì vẫn giảm. Thì cái lý do thứ nhất là giảm là do thị trường toàn cầu giảm, thị trường Việt Nam giảm, kinh tế toàn cầu có vấn đề, kinh tế Việt Nam có vấn đề, chắc chắn là có vấn đề thôi. Nói chung là ban gọi tư vấn tài chính quốc gia Việt Nam thì đang cho rằng là rất là kỳ vọng vào việc là chúng ta tận dụng khủng hoảng thế giới để mà
để mà vươn cao vươn xa thì tôi chả biết. Nhưng 10 năm trước thì tôi thấy báo nước ngoài bọn CNN bật bớt nó cũng hô là con rồng châu Á với con phượng châu Á khỉ mẹ gì á, nhưng mà rồi cũng nát như bươm, 1.200 điểm mà về 235 điểm, nền kinh tế thì đi vào khủng hoảng sâu, các ngân hàng thì nợ xấu tè le ra. Còn bây giờ thì tôi đang thấy đang bảo là tận dụng khủng hoảng rồi. Xin lỗi này nói hơi mang tính chính trị tí nhưng mà không có ý gì cả. Nhưng mà cứ bảo là cái gì mà phát triển kinh tế trên cái tinh thần Bắc Hang Seo, đá bóng với lại cái gì về kinh tế tinh thần Bắc Hang Seo, không có dự án, không có các cái vấn đề gọi là có những cái sự phòng ngừa trong cái lúc mà khủng hoảng nó còn đang mới chỉ là hơi bắt mới chớm thôi. Ở đó mà Bắc Hang Seo với lại cái gì đó thì nói chung là khó nói lắm. Nói chung là anh chị cứ chờ đi xem là khi mà cái Jaguar nó đi vào một cái thế, tức là thế mạnh hơn á, tức là hiện tại Jaguar nó chỉ mới bắt đầu thôi, đánh thuế 50 tỷ đô, 680 tỷ đô là xuất nhập khẩu của Mỹ với Trung Quốc á, thì người Mỹ nó mới đánh có 50 tỷ à, 25% 50 tỷ, 10% cho 200 tỷ, còn lại thì nếu tăng 200 còn 267 tỷ nữa, chưa nói đến cái vụ mà các vấn đề này nó còn phức tạp lắm. Tóm lại là chúng ta cứ phải quan sát thêm thế nào, xem là cái gọi là cái tạm ngừng chiến 90 ngày kể từ 11 tháng 12, tức là mùng 1 tháng 3, xem là Mỹ với Trung nó giải quyết như nào. Sau đấy thì nó sẽ giải quyết cái vụ của cái bà giám đốc tài chính của Huawei mà ở Canada, xem nó giải quyết như nào. Rồi để xem là cái việc nó có leo thang hay không thì chúng ta sẽ biết nhiều hơn và cập nhật nhiều hơn. Chả phải việc gì phải vội cả, trong cái lúc mà năm 2016-2017 thị trường cho chúng ta ăn gọi là ăn lồi mồm tóc mỏ như gì nữa, cổ phiếu toàn tăng 3-4 lần ăn quá trời, thì bây giờ không có việc gì làm thì lấy cái tiền lời đó ra mà ăn đi, nghỉ ngơi chứ mắng chi mà phải không có việc gì làm, cứ cố làm cho lắm vào rồi lại lỗ. Nên là ngày xưa thì nhiều người năm 2005-2006-2007 rồi có biệt thự, nhà lầu, xe hơi, tôi có mấy ông bạn quá trời luôn, thực sự là quá trời tiền luôn. Sau đến năm 2008 ấy, thị trường nó giảm 1.200 điểm mà giảm còn 235 điểm. Nói chung là cái tiền nợ của bà, tiền mà uống nước ở cái chỗ vỉa hè, nợ của cái người bán nước vỉa hè còn không trả được ấy, chứ đừng nói. Ok, nếu ok thì xin để lại like, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới. Ok anh chị em các bạn.